Món quà cưới đặc biệt mà Ngô Kiến Huy mừng cưới Đông Nhi, nam ca sĩ đã chuẩn bị khá chu đáo một món quà tinh thần khác để gửi gắm đến đôi bạn thân trong ngày hạnh phúc. Thay vì gửi tiền mừng và những câu chúc phúc, thì nam ca sĩ còn mang cả một bức tranh búp lửa hoành tráng cho đôi yên ương. Bức tranh hạnh phúc của vợ chồng ông Cao Thắng. Dù đã 2 tuần trôi qua nhưng các thông tin về hôn lễ của Đông Nhi vẫn xuất hiện khắp mọi nơi. Khán giả chú ý không chỉ riêng hạnh phúc đôi lứa, mà các chi tiết liên quan đến dàn khách mời cũng chiếm sóng rất nhiều, từ sự hài hước xê xỉn đến những giọt nước mắt. Mới đây nhất, trên mạng xã hội xuất hiện món quà cưới mà Ngô Kiến Huy dành cho vợ chồng bạn thân. Không chỉ gửi tiền mừng như nhiều nghệ sĩ khác, anh còn chuẩn bị cả một bức tranh búp lửa trên nền gỗ khá đặc sắc. Theo đó, họa sĩ đã làm nên khoảnh khắc cặp đôi đang tình tứ, mỉm cười hạnh phúc. Nam ca sĩ nhắn nhủ, bắp chúc hai bé hạnh phúc trọn đời ông Cao Thắng, Mai Hồng Ngọc. Dòng chữ trên tranh phần nào thể hiện sự thân thiết của họ thông qua cách xưng hô bằng bé, gọi tên thật của nữ ca sĩ. Cả ba không chỉ là đồng nghiệp cùng thời vào showbiz Việt mà còn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Ngô Kiến Huy như bợm nhậu ở đám cưới, cũng như các nghệ sĩ khác, Ngô Kiến Huy chia hết mình ở khách sạn Phú Quốc. Khi dự ngày trọng đại của Đông Nhi ông Cao Thắng, bên cạnh đó khoảnh khắc anh và Chun Phạm rủ rê khách mời thả ga cũng được ekip ghi lại. Nam ca sĩ bày tỏ, bộ đôi thọ chúng tôi có rất nhiều khoảnh khắc nam thần, mà sao vợ chồng Mai Hồng Ngọc ông Cao Thắng lại chọn tắm mà hai đứa như bợm nhậu như vậy, giận chúng tôi rất giận. Có thể nói đám cưới Đông Nhi là một sự kiện cực hoành tráng và đáng nhớ trong thời gian gần đây. Hiếm có hôn lễ nào mà đông nghệ sĩ tham dự ai cũng chơi hết mình, quậy hết sức và nhiều cảm xúc đến như vậy.